Thủ đô Viêng Chăn của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là một nơi tập trung rất đông người gốc Việt sinh sống. Và tại đây, không có gì là ngạc nhiên khi ẩm thực Việt Nam trở nên phổ biến và cực kỳ đa dạng. Nói đến ẩm thực Việt Nam, món đầu tiên mà ai cũng có thể nhắc đến là phở. Tại Viêng Chăn, có một quán phở Việt rất nổi tiếng nằm trên đường Hàng Buồm. Đó là quán phở Dung. Bà Dung, chủ quán, sinh ra và lớn lên trên đất Lào. Trước khi mở quán, bà từng là giáo viên dạy tiếng Pháp ở Viêng Chăn. Sau đó, bà chuyển sang mở quán phở. Tính đến nay cũng được 14 năm. Ban đầu, quán chỉ là một tiệm nhỏ. Sau đó, biết quán ngon, ngày càng nhiều người kéo đến ăn hơn. Bà Dung nghĩ ngay đến việc mở rộng quán. Địa điểm hiện tại của quán phở Dung đã mở được 5 năm và khách ra vào ăn đông đúc. Chỉ cần nếm thìa nước dùng đầu tiên cũng đủ thấy được hương vị đậm đà của phở Dung. Phở được nấu theo hương vị Bắc, ăn với quẩy, nhưng cũng được dùng chung với rau sống và giá theo cách ăn của người Nam. Bà Dung cho hay, người Lào thích ăn phở với đồ ngâm như cà ngâm chẳng hạn, nên quán cũng phải phục vụ theo thị hiếu. Tuy nhiên, nhìn chung, nước phở thì thuần túy hương vị Việt. Bánh phở Bắc của quán do một nhà ở Viêng Chăn làm rồi cung cấp cho quán. Bánh phở Nam, sợi nhỏ hơn thì lấy từ phía Thái, ngay sát Viêng Chăn. Bà Dung nói, sắp tới quán có thể làm thêm món phở gà nữa, vì hiện tại quán mới chỉ có phở bò tái chín và đuôi bò. Ngoài người Việt bản địa, khách du lịch Pháp và Mỹ cũng đến thưởng thức. Có người Việt ở Hà Nội hay Việt kiều ở Bangkok, Udon Thani, phía Thái Lan cũng đến quán. Và đặc biệt hơn, có nhiều cán bộ Lào khi xưa từng học ở Việt Nam cũng đến ăn quán. Tô nhỏ giá 12 kíp, khoảng 24.000 đồng. Và tô lớn giá 15 kíp, tức là khoảng 30.000 đồng. Quán bà Dung là một trong số ít quán phở Việt ở thủ đô Viêng Chăn. Cách không xa quán phở Dung là một quán bánh cuốn ven đường của bà Ly, ngay trước một rạp chiếu bóng đã đóng cửa từ lâu. Mở cửa từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa, ngày nào bà Ly cũng cùng con gái út cần mẫn bán quán. Nồi nước nhỏ để tráng bánh luôn bốc khói, có thể làm ai đó xa quê lâu ngày cảm thấy một cái gì đó gần gũi. Bột bánh, nhân bánh và cả nước chấm nữa, tất cả đều đậm hương vị gốc như ở Việt Nam. Đĩa bánh được rắc thêm hành khô và dùng với chả lụa do chính Việt kiều làm. Và với quán bánh cuốn ven đường đó, bà đã nuôi được 5 người con, trong đó có một người con trai đang học tại Đại học Luật Hà Nội và một người con gái đã tốt nghiệp đại học ngành sư phạm cũng ở Việt Nam và hiện đang dạy học tại Viêng Chăn. Ngay bên cạnh quán bánh cuốn của bà Ly là quán cháo mà người ta quen gọi là quán cháo chú Bảy. Chú Bảy là ông Quang Đại, người Sài Gòn. Ông cũng là một trong số khoảng 20 người Sài Gòn ít ỏi đang sống tại Viêng Chăn. Tự đặt tên cho quán cháo của mình với cái tên B Restaurant được ghi trên một tấm giấy nhỏ trên tường. Ông Đại còn bán cả bánh canh mà ông quen gọi là sợi cháo hay cháo sợi. Quán cũng bán quẩy để phục vụ những ai thích ăn món cháo quẩy. Vừa múc cháo xong cho khách, ông Đại lôi ra tờ Viêng Chăn Times có băng bài giới thiệu quán. Và nếu muốn thưởng thức thêm nhiều món Việt nữa, người ta có thể đến quán PVO. Tại quán, chị Phượng chủ quán đang cùng người làm chả giò. Mở cửa từ cách đây hơn 10 năm, quán có nhiều món ăn Việt như bánh canh cá, bì cuốn, bánh xèo, chả giò, cơm rang. Đặc biệt, nếu đến quán PVO mà chưa ăn món bánh mì kẹp thịt kiểu Việt Nam thì quả là uổng phí. Ổ bánh mì được cắt và kẹp theo đúng kiểu mà người Việt Nam hay ăn. Thực khách có thể chọn ăn cả ổ hoặc chỉ nửa ổ. Bánh mì quán của chị Phượng được coi là ngon nhất Viêng Chăn. Vừa thưởng thức đồ ăn Việt tại quán PVO, thực khách còn có thể phóng tầm mắt nhìn sông Mekong. Và nếu mệt mỏi sau cả ngày thăm thú Viêng Chăn, buổi tối, người Việt xa quê có thể ghé quán nước của chị Cúc Dung để uống nước rau má, ăn xương sâm, xương sáo hay uống các loại nước khác. Mở quán từ 5:30 chiều đến 12 giờ đêm, chị Cúc Dung cho biết xương sâm là do nhà chị tự làm, còn rau má thì được người Việt đem từ Vinh sang. Và đây là một trong số ít nơi ở nước ngoài mà người Việt xa quê có thể uống nước rau má hay ăn xương sâm. Tại Viêng Chăn, hàng quán Việt ở khắp mọi nơi, thậm chí còn có cả một con đường mang tên Hà Nội. Và điều làm người ta ngạc nhiên là những người Việt sinh ra trên đất Lào ấy lại có thể nấu đồ ăn Việt ngon và mang hương vị thuần túy đến thế.